Xin chào các bác thân mến. Lâu lâu gia đình nhà Cảnh lên ăn tàn phá hại nhà ông bà ngoại một chút các bạn. Hôm nay gia đình nhà mình lên từ hôm trước vì ngày mai là ở đồng bào miền Nùng ấy sẽ có cái Tết mùng 1 tháng 6 các bạn, Tết tháng 6. Thì tại sao mình lại bảo là mùng 1 tháng 6, nhưng mà vì lý do là các cụ ấy sẽ tính theo từng tháng, và năm nay thì nhuận tháng 2, nhưng mà tính theo từng tháng thì bây giờ đã là tháng 6 rồi, là sẽ ăn Tết vào tháng 6. Tuy là mùng 1 tháng 5 thôi nhưng mà ăn Tết vào tháng 6 của tháng 6 luôn các bạn. Thì theo cái thời gian tính thì sẽ tính theo từng tháng một đấy. Ở đây thì có cây đào nhà ông bà ngoại này, chín nhiều lắm, đỏ hết rồi. Châm mình đến đây mò ra đây ngay. Đấy. Chí đòi lên đây để ăn quả đào thôi. Từ hôm nọ rồi. Cây này mày... bình thường ở dưới suối kia không, cây quả to lắm. Quả to lắm à? Ở đây nhiều lắm các bạn. Cây đào nhà ông bà ngoại cô Khánh này. Đó. Mình sẽ chọn một quả to to xem nào. Đúng rồi, chín quá rồi, nó mà ăn hơi chín rồi nó mới giòn. Xin mời các bạn nhé, để mình thử luôn một quả xem nào. Đây các bạn. Cái đào này lúc sau Tết thì ra hoa nhiều lắm. Và các bạn xem, rất là nhiều quả luôn. Đó, năm nay sai đó. Bị thối mất rồi. Quả này bị thối rồi chứ mà. Đấy là quả khác nữa. Xem quả nào nó không thối nữa. Ăn mấy cái quả ấy này nó mới giòn. Mình sẽ ăn nó quả này thôi. Thích nhè. Cười và tắt mỏ. Ở đồng bào người Nùng sẽ có ngày mai sẽ là ngày ăn Tết. Và theo ngày xưa thì các cụ bảo là nhờ được nhờ con gái là ngày này các bạn, thì sẽ đem gạo, gói gạo nếp đi để đến xôi nếp để đến bên nhà ngoại. Một gói to lắm. Đấy, một gói to. Nhưng hôm nay mình không có gói to, mình đem cả tải luôn các bạn. Lưng tải luôn. Ôi anh ơi, chứ nhiều lắm. Ừ, đây. Nào, xin mời các bạn. Mình ăn thử một quả đây, để châm hái đó. Ở trên kia mới nhiều. Dùng dành mấy cái quả thối ra chỗ. Ngọt lắm châm ạ. Lấy quả ấy để tối về ăn luôn. Ừ, anh nhìn nó. Một phần nó chín quá, kiểu ăn không hết ấy, nhiều. Ăn không hết nhiều quá. Nên là nó bị thối mất. Ô, có con ấy này. Con rắn mối này. Nó đang bò rồi kìa. Chăn mối. Có một cành ra ngoài đường kia kìa. Đó. Dạ này sao trẻ con nó không ra ăn hay sao nhỉ? Chắc không chán này, kiểu ăn nhiều chán này. Lên lấy. Sợ bị sâu ạ. Ừ, mười sâu sợ. Ôi. Ăn bằng này đó, mai ăn tiếp. Hôm nay mình lên trước thôi, gia đình nhà mình lên trước ngày hôm nay các bạn, sáng mai lên thì không hộ ông bà làm cơm nữa nên là mai sẽ cả làng ăn đấy nhỉ. Cả làng ăn. Ăn hết nhà này đến nhà kia. Đúng rồi, mai chỉ có đi ăn và đi uống thôi. Hết nhà này đến nhà khác luôn. Được không? Sao gì Hà không bứt xuống dưới này? Ờ đứa nhỉ, sao không bứt đi bán nhỉ? Mai bứt đi bán nó. Ôi mình cứ ở đây ăn tại cây như này ngon lắm các bạn. Được tùy chọn mà. Thích ăn quả nào ăn chọn quả đấy luôn. Ngon. Chín quá. Chín quá đỏ lừ luôn anh. Nhưng mà cây này mà bứt hết ra chắc phải tầm khoảng. Anh Mạnh ạ. Anh Mạnh lên đây. Vài chục cân. Thế à?
có đó, như của Tôn Ngộ Không à. Tôn không ăn cơm đào gì. Đây, Tôn Ngộ Châm. Tôn Ngộ Châm đang leo trèo ăn trộm đào ấy. Thấy không? Cho chín qua nó rụng nhiều lắm ạ. Cho mà trèo lên tặng là ngọn cây rồi. Khéo, rụng hơn quả đào rụng cơ. Lấy xuống cho mấy bảo ăn với. Cây ở dưới khe cơ, mấy quả to chứ mà. Thế à? Cây dưới khe. Bác Bích ạ. Hả? Dì Hà không biết lấy xuống dưới cho họ mua nhỉ? Tại này ai mua? Người ta bảo ở gần luôn là người đến trước. Chị Bích đến là từ trưa rồi à chị? Chiều. Chiều em tưởng từ trưa rồi. Được ăn trước đâu, cần phải làm trước. Ôi giời. Thế đến từ trưa thì được ăn trước chứ. Không, chưa được cái gì mà mồm. Đói lắm rồi, đợi mấy Khánh về. Cô Khánh này đợt này lên đây thì không ngại nữa các bạn. Trước này lên đây ngại nhưng mà hôm nay lên đây thì là xin chào đâu, xin chào giống bố làm ở nhà đâu. Xin chào nào. Xin chào đâu. Xin chào thế nào. Đợt này lên thì ai cũng theo rồi. Đi rửa mới ăn được nhá. Bố đi rửa đi, đi rửa đi. Mày đi rửa cho. Nó có cái lông ấy. Kiểu cứt gà dính ấy. Đấy. Ông ngoại bán hết lợn được. Đợt này ông ngoại bán hết lợn thì cũng nhàn rồi, còn ít nữa thôi các bạn. Không gian kiểu im biết không? Trong nhà thì hôm nay lên thì ông bà ngoại Khánh, bà ngoại Khánh đã ngâm trước cái gạo nếp rồi để mai sẽ sôi các bạn. Ngày mai sẽ sôi gạo nếp. Đó, để mình đi vào đây. Đó. Mẹ, cái măng ngọt vừa rồi mình đi qua chợ đây. Đây, mai sẽ có cái gạo màu này các bạn. Cái này là màu màu gì à mẹ? Mẹ, màu tím. Màu tím à? Cái nghệ. Đây chắc là khả năng mình nghĩ là sẽ là màu đỏ rồi. Đó. À, trên nồi rồi à? Đấy, sôi nếp. Ngâm đấy à mẹ? À. Mai sẽ làm rất là nhiều màu từ cái xôi nếp này các bạn. Mẹ thì đang bóc măng ngọt vừa rồi mình qua chợ mình mua được. Ngoài chợ. Ngô mà đợt rồi trồng ở trên cái nương trên này đấy à bố? Ở trên cái nền nhà trên này đấy à? Nắng quá nên là không được ấy các bạn. Giống như ở dưới nhà mình ở trồng ở trong nương ấy. Trong nương quế cũng vậy. Qua như này. Do nó ở trồng ở đồi nó nắng quá nên là không được ấy lắm. Còn phía bên này thì hôm qua anh chỉ tối hôm qua đi soi được rất là nhiều ếch luôn các bạn. Đây. Hôm qua anh chỉ đi soi được. Hôm qua mới đi đúng không? Anh đi soi ếch và bắt được rất là nhiều ốc. Tối nay ăn ốc nhỉ? Sáu ốc ăn nhỉ anh nhỉ? À, mai ăn à? Vâng thế thì đấy, tối nay ừ, tối nay ăn ếch đó. Có ếch có ốc. Nào hộ ông đi. Ở nhà hộ bà Tảng. Nào nhà hộ ông chưa? Nào xin chào, ừ xin chào. Bầu trời hôm nay nó sắp mưa hay sao các bạn?
nhìn nó vàng, nó chói cả mắt luôn. Phía bên này thì lại tối đen ở bên này. Còn một phía thì bầu trời vàng luôn. Đây. Kiểu như là sắp mưa ấy. Cái nước để ngâm cái xô nếp ngày mai đấy các bạn. Cái màu này sẽ là màu xanh tím. Còn đây nước nghệ đấy đúng không? Nghệ đây. Một màu là màu đỏ, lá cơm đỏ sẽ được đun ở trong cái nồi các bạn. Chưa lấy ra. Còn cái này sẽ là cái màu xanh. Hôm nay nhà ông bà ngoại Khánh có cái rau thối này các bạn. Rau gai, nhiều nơi gọi là rau gai nhưng chúng mình gọi là rau thối. Anh chỉ sẽ thái nhỏ ra như thế này. Và lúc nữa sẽ xào với trứng. Đấy. Đổ với bà anh chỉ cay cả. Cái này tím mình xào với trứng đúng không? Dán với trứng đúng không? Xào với trứng. Ừ. Cái này xào với trứng. Đó. Cái rau này thì ăn thì rất là ngon và bùi. Nhưng mà nhiều người sẽ không thích cái mùi của nó các bạn. Cái mùi nó thung thủng đó. Nhưng mà được cái là ăn rất là ngon. Ăn xong xin phép mọi người là mình nói thô một chút là hôm sau à biết rồi đấy, cả làng biết đấy. Cái này hồi ngày xưa em ở nhà là cứ đi nhặt về xong là em cho vào bếp để đốt. Cả làng người mùi cùng anh ạ. Cái này là cuốn lá chuối xong là mình cho vào kho. Cho kho à? Cuốn lá chuối xong là bắt đầu nướng lên đủ rồi. Đấy. Biết mùi đấy. Đấy, cô Khánh này đang ăn cháo đây. Ở trong bếp thì anh chỉ cái ếch hôm nay thì anh chỉ nướng và trong nồi có con gà nữa. Hôm nay nhà ông bà cũng ăn khá là nhiều món đấy các bạn. Ngày mai nữa mới là cái ăn Tết chính cơ. Hôm nay con cháu ở nhà ăn trước á. Hôm qua đi soi nhiều ếch thế cả anh? Hôm qua là đi một lúc. Chủ yếu là đi nhặt ốc thôi. À. Ốc để ngày mai đúng không? Ốc để ngày mai. Anh hôm nay đi nhặt được cái ốc giấy các bạn. Cái ốc đấy thì ăn rất là ngon luôn. Nó không như cái kiểu cái ốc khác. Nó không có nhớt đâu các bạn. Đem về mình có thể ngâm qua đi là mình có thể ăn được luôn rồi. Đây các bạn, cái món rau thơm đây. Thơm thêm một cái mùi thơm khác các bạn. Mùi đặc trưng. Sẽ xào trên bếp này và lúc nữa sẽ đập trứng vào. Cái món này thì mình cũng khoái phết đấy. Tuy nó có mùi nhưng mà mình cũng khoái phết. Cái rau này thì có rất là cách làm các bạn. Các bạn về có thể xào với cá hoặc canh với cá ngon. Một cái canh xào với trứng cũng ngon. Ô để ông mời ba bố thầy ba nào cho có ớt vào à? Cay đấy các bạn.
Cơm nhà ông bà ngoại của Khánh này các bạn, rất là nhiều món luôn, toàn là món ngon thôi. Có ếch đồng, anh chỉ soi, có gà. Nhà có món rau thối các bạn, và có món măng ngọt. Thì các bác nước chấm thần thánh của anh chỉ nữa. Thầy giới thiệu bảo đúng nước chấm thần thánh đấy. Đây. Đó. Giờ này cũng khá là muộn rồi. Nhà đông con rồi các bạn, chờ nhau tắm rửa rồi chế biến các món thức ăn nữa. Hôm nay thiếu mất mấy chàng rể nữa. Đấy. Anh chỉ đang nhanh tay xách thêm cái lúa mạch ra rồi các bạn. Món lúa mạch. Đấy. Cháo. Để đi mẹ mẹ làm cho nhé. Mẹ làm cho con đi. Đâu, mẹ làm cho con, mẹ làm cho con. Vào đây á, để vào đây á. Ok. Nào đây bố làm rồi. Đúng rồi, đây. Không nhưng mà mấy bảo uống được. Mấy bảo cứ làm một cốc vào cho nó tốt. Rồi xin mời tất cả mọi người ăn bữa cơm tối cùng với gia đình nhà ông bà ngoại cô Khánh đây. Bữa cơm gia đình. Đói rồi, giờ này cũng muộn mà. Cô Khánh đợt này lên đây nghịch lắm rồi các bạn. Không ngại như mấy lần trước nữa. Và bây giờ thì cũng lớn rồi, lên đây lần này cũng không thấy ngại ai. Ai bế cũng theo. Rồi xin mời đi. Rồi bữa cơm gia đình mình cũng không ghi hình chi tiết về các món ăn đâu. Chắc là mình cũng để máy xa xa xuống và ngồi ăn cơm với gia đình thôi. Đấy, nhưng mà một người lại đợi, bố mẹ cũng đợi mình. Mời cả nhà ăn cơm nhá. Đây, em ơi.
ngon nhỉ. Giống như anh Hiếu, anh làm nhé. Đây, ăn phòng đi.